Xem Thái Dương phát bóng đầu tiên điểm 0-0. Kèo đôi công mượn phát. Phú Quý Trà Vinh đôi công Thái Dương Tây Ninh. Điểm cho Phú Quý 1-0. Thái Diêu vừa được bóng lọt cả tay trắng của Phú Quý. Điểm một đều. Điểm cho Thái Diêu một đều. Thái Diêu đập bóng ngoài. Điểm cho Phú Quý 2-1. Thái Dư đập bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 2 đều. Phú Quý đập bóng tốt. Điểm cho Phú Quý 3-2. Thái Diêu đập bóng tốt. Điểm cho hai đội 3 đều. Phú Quý đập bóng không có lưới. Điểm cho Thái Diêu 4-3. Điểm bên Thái Diêu 4-3. Phú Quý đập bóng tốt. Điểm cho hai đội 4 đều. Một pha đập bóng cắm sang của Thái Dương. Một pha bóng đập có thể nói là quá kinh khủng của Thái Dương. Điểm cho Thái Diêu 5-4. Điểm bên Thái Diêu 5-4. Phú Quý đập bóng đường y quá cực kỳ tốt. Điểm cho hai đội 5 đều. Thái Diêu đập bóng chạm tay trắng. Quá hay cho năm nhỏ. Thái Diêu trong bóng tốt. Thực sự hai bên thủ bàn quá hay, ngang bàn Hiếu cũng hay, nam nhỏ cũng hay. Điểm cho Thái Diêu 7-5. Điểm 7-5. Phú Quý đập bóng ngoài. Hai đội đổi sang. Kèo đôi công mượn phát Thái Diêu Tây Ninh. Đôi công Phú Quý Trà Vinh. Thủ bàn cho Thái Diêu bên đây gồm có là nam nhỏ Xin Nhân Đầu Vàng. Thủ bàn cho Phú Quý bên kia gồm có là Tú Mở, Đạt, Hiếu.
chúc tất cả anh em có một buổi xem video vui vẻ và lành trong cuộc sống. Điểm 8-5. Nhân đội vàng vừa phát bóng cầu lưới. Qua chấm tiền chi cho tiền tiền hai xe rồi đủ quá. Chấm tiền xung quanh chắc nó bắn cái đầu không đội cái đầu thấy thấy vui điều qua nè. Chứ mình bảy điều thấy vui tốt bỏ mà. Anh em nào đang xem kênh này hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh và cho mình một chia sẻ để ủng hộ kênh các bạn. Đó. Xin cảm ơn anh em rất nhiều nha. Nó vô là vô. Nhưng mà nó có 2 cây nó vô 4 5 cây, 7 8 cây, 6 cây. Đến đâu 1900 chứ. Đúng rồi. Đến mà vô vô mấy nó hôn vô sao vậy lắm. Điểm cho Phú Quý 68. Một pha cắm xăng đến từ Thái Diêu. Quá quy lực của Thái Diêu. Một pha bóng đập có thể nói rất cực kỳ là quy lực của Thái Diêu. Điểm cho Thái Diêu 96. 96. Phú Quý đã bóng tốt. Điểm 79. Quá hay cho Thái Diêu. Một pha một bóng tốt. Điểm cho Thái Diêu 17. Điểm 17. Quá khôn khéo trên lưới của Phú Quý. Một pha tranh chấp bóng trên lưới cực kỳ. Gứt tay cho ngoài ăn. Điểm cho Phú Quý 80. Điểm bình Phú Quý 80. Quá hay cho Thái Diêu. Điểm cho Thái Diêu 11-8. Điểm 1-8. Một pha đập bóng tốt của Phú Quý. Điểm cho Phú Quý 9-11. Điểm bên Phú Quý 9-11. Thái Diêu gì đội bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm cho Thái Diêu 12-9. Điểm bên Thái Diêu 12-9. Một pha đá bóng đường y quá tốt của Phú Quý. Điểm cho Phú Quý 10-12. Một pha trắng bóng tốt của Phú Quý. Chơi bảy cũng được hả? Cái động ơi, dẫn mình nhân ảnh. Anh em và các bạn cũng đến tham dự và xem ủng hộ rất đông nha các bạn. Quá đông nha. Rất đông, rất đông. Điểm mình Phú Quý 1, 2. Điểm cho Phú Quý 11, 12. Một pha đá bóng cực kỳ quy lực của Thái Diêu. Quá quy lực của Thái Diêu. Quá xung sức. Quá kịch tính nha các bạn. Quá hấp dẫn. Đây là nhân đầu vàng nè các bạn. Một pha té bóng của nhân đầu vàng làm cho anh em sáu đau lòng. Điểm 13-11.
Rất là đẹp. Một pha cắm săn đến từ Phú Quý. Điểm cho Phú Quý 12-13. Điểm cho Phú Quý 12-13. Thái Diêu đập bóng tốt. Một pha đập bóng của Thái Diêu rất là đẹp nha các bạn. Cái bóng chạy không nào là hay bằng Nam với nhân cái nó thật. Hay nó là hay chứ. Điểm Thái Diêu 14-12. Chết đi. Đâu? Chết đi quỷ hả? Đi đâu? Đi đâu? Phú Quý vừa đập bóng cho anh trắng công ai. Khoảng 2 cây á. 15 điểm tới, 15 điểm tới nha các bạn. Điểm 13, 14. Điểm hiện bây giờ là 13, 14. Thái Diêu có kết thúc trận đấu được hay không? Hàng 6 giờ này rất là sung nha các bạn. Quá hấp dẫn nha. Điểm 13, 14. Thái Diêu. Một pha kết thúc quá gọn gàng đến từ Thái Diêu. 15, 13. Một điểm số kết thúc không có xa nha các bạn. 15, 13. Cảm ơn anh em. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo của mình. Xin chào. 15-13. Quá hấp dẫn nha các bạn.